Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Rời Bộ Công an đã lâu, Thủ tướng vẫn cài lính trong nhà ông Tổ Có thể nói, thời làm ở Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm như là cặp hổ và sư tử vậy Cùng thăng chức một lượt và cùng được bố trí những vị trí quan trọng tương tự như nhau Tuy nhiên, vào năm 2011, khi đang là Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được điều về Quảng Ninh nắm chức Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính rời Bộ Công an xem như đi đường vòng Còn Tô Lâm thì trụ lại Bộ Công an Tô Lâm xem như đi đường thẳng Nguyễn Di Linh, người chưa kịp ngồi vào chiếc ghế Tổng Cục trưởng B05 Thì đã bị lính của ông Phạm Minh Chính quật Vào năm 2006, Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo Kinh tế, Khoa học, Kỹ thuật của Bộ Công an Tức là B05 Đây là đơn vị nắm thóp biết bao nhiêu sân sau của các xếp lớn. Thông tin mật có trong tay muốn ra giá bao nhiêu thì tùy ý. Các sân sau làm gì có cửa để mà từ chối cho được. Sau khi ông Phạm Minh Chính rời bộ công an, lính của ông tiếp tục ở lại đây khá nhiều. B05 được xem là ổ gián điệp trong lòng địch. Nó là cơ quan thuộc quyền của ông Tô Lâm, nhưng trong đó đàn em của Phạm Minh Chính lại khá nhiều. Mà Tô Lâm và Phạm Minh Chính từ lâu đã chẳng hề ưa nhau. Trước đây, Tô Lâm dự tính đưa đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của tướng Nguyễn Văn Hưởng, lên nắm cục B05 với ý đồ nhất tiễn hạ song điều. Mục đích là để dành lấy miếng ngon về phần mình, đồng thời tìm ra và loại bỏ những hạt giống mà Phạm Minh Chính để lại. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã không lường hết được sức mạnh của các hạt giống mà ông Phạm Minh Chính đã gieo trước đó. Nguyễn Duy Linh đã bị cấp dưới hạ gục trong vụ án Vũ Nhồm. Tô Lâm biết chuyện nhưng không thể cứu được Nguyễn Duy Linh vì vụ việc đã vỡ ra to quá rồi. Cuối cùng Tô Lâm quyết định không cho bất kỳ đàn em nào của chính ngồi vào đấy cả. Hầu hết những người có năng lực cho chức cục trưởng đều là đàn em của Phạm Minh Chính. Thế nên Tô Lâm cắt cử một ông bù nhìn làm quyền cục trưởng kéo dài đến tận hiện nay. B05 vẫn không có cục trưởng. Quyền cục trưởng được Tô Lâm chọn là đàn em ngoan ngoãn, đỗ mạnh sơn được cho là chơi cờ người giỏi nhưng Phạm Minh Chính đã cài nhiều đàn em ở B05. Đỗ Mạnh Sơn sinh ngày 18 tháng 7 năm 1963, chơi thân với Tô Lâm. Đúng ra, ông Đỗ Mạnh Sơn phải nghỉ hưu vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, nhưng vì được Tô Lâm sử dụng để án ngữ B05, không cho đàn em của Phạm Minh Chính lên, nên dù đã quá tuổi nghỉ hưu, ông Tô Lâm vẫn không ký cho ông Sơn nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy là cho tới nay, Vị trí cục trưởng Cục B05 Bộ Công an vẫn là nơi rằng co giữa thế lịch Tô Lâm và thế lực của ông Phạm Minh Chính. Thông tin nội bộ cho Thể báo chấm đề biết, ông Phạm Minh Chính chơi cờ người rất giỏi như thế. Ông Chính không những xuất sắc trên ván cờ khi không thể để phe đối thủ ăn con cờ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầy lợi hại mà ngay trong Bộ Công an, nơi được xem là sân sau và sân nhà của Tô Lâm, thì Phạm Minh Chính vẫn cài được tay chân vào bên trong. Tuy rời khỏi Bộ Công an nay đã 12 năm, nhưng sức ảnh hưởng của Phạm Minh Chính tại những nơi này, ông đặt chân qua Bộ Công an quá là đáng nể. Dù là Bộ trưởng, ông Tô Lâm vẫn không thể quét sạch được đàn em của Phạm Minh Chính trong ngành của mình. Giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính trước kia là sự kèn cựa vì cả hai được xem là ngang tài, ngang sức. Nhưng đến nay, vị thế của hai người đã khác nhau rất nhiều. Ông Tô Lâm thì đang đầu quân cho phe ông Tổng còn ông Phạm Minh Chính thì đứng một trụ hẳn hoi, một trụ đang ngang ngửa với trụ tổng bí thư. Làm chính trị là phải tính trước hàng chục năm, cài người sớm dù có khi rời khỏi ngành cũng không mất kiểm soát. Tổng cục tình báo kinh tế, khoa học và kỹ thuật của Bộ Công an, tức B05 đúng là nơi hiểm yếu, nơi nắm rất nhiều thông tin về các sân sau và không loại trừ việc nắm luôn thông tin về bản thân các vị lãnh đạo cấp cao và cả gia đình của họ. Không phải ngẫu nhiên mà phe ông Tô Lâm và phe Thủ tướng tranh giành nhau chức vụ đứng đầu B05 đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Rời Bộ Công an đã lầu, Thủ tướng vẫn cài lính trong nhà ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo đ để luôn được kiểm tra, cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thượng bất chính, Đại tướng hốt cóc, hạ tất loạn, thượng úy bắt trẻ em đòi tiền chuộc. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, báo chí được dậy sóng về một vụ bắt cóc trẻ em trai 7 tuổi để đòi tiền chuộc tới 15 tỷ đồng. Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Kẻ bắt cóc sau đó cũng bị bắt. Người này có tên là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, sống tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Báo Giao thông cho biết, người này được xác định là một cán bộ tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng úy. Thượng bất chính. Thông tin này sau đó đã bị sửa lại, báo Giao thông gỡ đi cụm từ cán bộ tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an Vĩnh Phúc cấp bậc thượng úy ra khỏi bài báo. Như một phản xạ tự nhiên vậy, những gì xấu xa có liên quan đến chính quyền thì báo chí tự kiểm duyệt. Với những cổ tiếp viên bán vốn tự có thì họ lại bêu dếu tên tuổi, nhưng với gã cả cảnh sát ra tay bắt cóc thế này thì báo chí lại bao chè. Chúng tôi đã đề cập rất nhiều lần về việc lực lượng công an dưới tay ông Tô Lâm đã gây ra quá nhiều hành động phạm pháp. Chính bản thân ông Tô Lâm là chủ trương với chính sách bắt cóc người ở nước ngoài, mang về Việt Nam để xử lý thì rất khó xây dựng một lực lượng công an có kỷ cương, biết tôn trọng phép nước, biết thượng tôn pháp luật. Hình ảnh người công an Việt Nam lâu nay đã không có gì tốt đẹp trong mắt người dân, thảm bại đến mức họ phải giàn dựng những cảnh giúp cụ già qua đường, giúp người dân gặt lúa, giúp học sinh ngủ trưa đến trường cho kịp giờ vân vân thật là mỉa mai cho cái gọi là lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Một cựu tù nhân lương tâm cho biết trong phòng điều tra, viên công an nói với anh ra rằng bọn tao khốn nạn như thế đấy, trà đạp luật pháp thế đấy, bọn mày làm gì được bọn tao? Nghĩa là trong bốn bức tường khép kín của phòng điều tra, công an cộng sản không ngại vứt bỏ hết những bộ mặt giả tạo vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để mà thể hiện bộ mặt thật côn đồ, trắng trợn hạ tất loạn. Ngành công an dù được 800 tờ báo trong nước hết lời bênh vực tầng bốc, nhưng 800 tờ báo cũng không thể che kín được hết những sự thật xấu xa, những tội lỗi của lực lượng này gây ra mỗi ngày đối với người dân Việt Nam. Qua cách hành xử của báo chí đối với vụ Thượng úy Công an Nhân dân Nguyễn Đức Trung bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc thì nói lên một điều rằng báo chí cách mạng cũng làm việc khốn nạn như lực lượng công an vậy. Họ bao che cho cái xấu. Vào năm 2015, báo chí từng dậy sóng về con số 226 người chết trong các trại tạm giam, tạm giữ tại các đồn công an trong vòng 3 năm. Thông tin này cho thấy sự tàn bạo của lực lượng công an. Tuy nhiên, những năm sau đó, báo chí không còn công bố con số người chết vì bị tạm giam, tạm giữ nữa. Có lẽ cách hành xử này cũng giống với vụ Thượng úy Nguyễn Đức Trung bắt cóc trẻ em. Họ sợ làm xấu mặt ngành công an. Chưa có lực lượng cảnh sát nào trên thế giới mà được học đủ thứ đạo đức như công an Việt Nam cả. Công an Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được học 6 điều Bác Hồ dạy. Tuy nhiên, khái niệm đạo đức đối với các ngành công an vẫn như một thứ xa xỉ thực sự. Tìm được một công an tử tế thật là quá khó. Nhà nước công an trị là nhà nước dùng bạo lực để mà trị dân. Phần ngân sách mà trung ương dùng cho ngành công an rất lớn, cũng nói lên điều đó nó gấp 16 lần ngân sách của Bộ Giáo dục. Khi muốn làm cho người dân sợ thì phải tạo cho dân cảm giác mất an toàn. Dù có hành xử đúng luật thì cũng sẽ bị bắt nếu không nghe theo lời chính quyền. Quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Thượng úy bắt cóc trẻ em Nguyễn Đức Trung. Ông Tô Lâm đã xây dựng một lực lượng công an theo cách như vậy đó. Cho tới nay, Đảng Cộng sản đang rất thành công với chính sách của họ bởi thực tế đa phần người dân Việt Nam đều sợ hãi. Còn những người ngang bướng không biết sợ thì đã bị ông Tô Lâm bắt cho vào tù, bất chấp người đó có không vi phạm pháp luật hay không. Bản chất của công an Việt Nam là như vậy. Nguyễn Đức Trung chỉ là phần nổi, còn thành phần ẩn mình trong lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ này rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Thượng Bất Chính, Đại Tướng Hốt Cóc, Hạ Tất Loạn thượng úy bắt trẻ em đòi tiền chuộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d